chiến sĩ Lê Anh Nui gây sốt với những bữa cơm quân đội 26.000 đồng. Gắn bó nghề bếp gần 10 năm, Lê Anh Nui tên thật là Lê Minh Tuyền, sinh năm 1992, không gặp khó khăn gì khi nấu những bữa ăn nóng hổi với giá 26.000 đồng mỗi suất cho chiến sĩ thuộc đơn vị bộ binh ở quận Ba Đình, Hà Nội. Anh là nhân viên nấu ăn, làm việc theo ca, đảm nhiệm khâu nấu nướng, phục vụ hai bữa ăn cho 20 đến 25 người mỗi ngày. Để cho ra các video mà mọi người đang xem, Lê Anh Nui tự làm mọi khâu một mình, thường đứng bếp 8 tiếng mỗi ngày, nấu nướng, rửa bát, chỉnh sửa lồng tiếng, ghép video. Anh sẽ tốn khoảng một ngày để có được một video hoàn chỉnh. Mỗi suất gồm cơm, canh, các món đạm, nước chấm được chia theo từng khẩu phần trong các khay inox, được đại điểm kỹ càng. Điều khiến người xem ấn tượng ở các video là những bữa ăn ngon mắt với giá cả phải chăng giữa lòng thủ đô, cách truyền tải chân thực cùng nội dung hài hước mà anh đem đến. Tuy nhiên, video anh đăng tải cũng từng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Có người bình luận rằng đi bộ đội phải ăn uống kham khổ, vất vả, không giống như video anh đã đăng. Qua các video, anh kỳ vọng người xem có cái nhìn tích cực về việc anh đang làm và hiểu hơn về cuộc sống người lính. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.